phương Tây phớt lờ kế hoạch hòa bình, Ukraine sẽ phải nhượng lãnh thổ. Hợp tác quân sự Nga-Triều Tiên, toan tính và phản ứng của các bên. Căng thẳng không ngừng gia tăng, cận cảnh Nga phô diễn sức mạnh bộ ba hạt nhân dằn mặt phương Tây. Chuyên gia dự đoán mức độ tham gia của lính Triều Tiên ở Nga, Hàn Quốc nêu điều lo lắng, Mỹ tuyên bố gắt. Tổng thống Zelensky nổi cơn thịnh nộ vì rò rỉ đoạn bí mật trong kế hoạch chiến thắng. Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Zelensky đã hối thúc các nhà lãnh đạo phương Tây ủng hộ kế hoạch chiến thắng mà ông đưa ra, với tuyên bố sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột với Nga vào năm 2025. Nhưng đổi lại, ông Zelensky chỉ nhận được sự ủng hộ đơn thuần về mặt ngoại giao. Không quốc gia phương Tây nào đồng ý cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do họ cung cấp bắn vào các mục tiêu quân sự sâu bên trong nước Nga. Cũng không có cường quốc nào công khai tán thành việc mời Ukraine gia nhập NATO khi xung đột vẫn đang diễn ra. Với kết quả này, chuyến vận động hành lang của ông Zelensky tại Mỹ và châu Âu trong 6 tuần qua được xem như đã thất bại. Nhưng giới quan sát cho rằng, đối tượng thực sự mà kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky hướng đến là người dân ở trong nước. Tổng thống Zelensky dường như đã sử dụng những lập luận cứng rắn, trong đó có cả bài phát biểu gần đây trước Quốc hội, để chứng minh cho người dân Ukraine thấy rằng ông đang làm mọi thứ trong khả năng của mình, đồng thời chuẩn bị cho kịch bản Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán. Trong bối cảnh sự ủng hộ của phương Tây ngày càng giảm sút cùng những tổn thất của Ukraine dọc theo mặt trận phía Đông và ở tỉnh Kursk của Nga, cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ với kết quả khó đoán định, Tổng thống Zelensky có rất ít lựa chọn. Ông Michael John William nhận định Tổng thống Zelensky phải thúc đẩy kế hoạch, đưa ra một đường hướng cụ thể và nói rằng đây là những gì Ukraine phải làm. Ông ấy cần phải chứng tỏ rằng đang nỗ lực rất nhiều dù gần như cạn kiệt mọi lựa chọn. Tổng thống Zelensky đang làm mọi cách để khiến Mỹ và các đồng minh khác cam kết sẽ đáp ứng những gì mà Ukraine cần, giúp ông có thể đàm phán với Nga ở một vị thế mạnh mẽ hơn. Phát biểu với báo chí vào tuần trước, ông Zelensky nói Ukraine sẽ không có kế hoạch B nếu phương Tây không ủng hộ kế hoạch của ông. Tôi không khẳng định họ cần làm chính xác theo cách này, nhưng tôi cho rằng kế hoạch đưa ra sẽ hiệu quả. Nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định sẽ không nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga. Song, ông cũng nói về các biện pháp ngoại giao để giải quyết những vấn đề như bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và thiết lập hành lang vận chuyển an toàn cho Ukraine trên Biển Đen. Tuy vậy, các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng với kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky, cho đây là điều phi thực tế và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ của phương Tây. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ông Zelensky đã đề xuất một gói răn đe phi hạt nhân, trong đó Ukraine sẽ nhận được tiêm kích Tomahawk từ Mỹ. Đây là một yêu cầu hoàn toàn không khả thi. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn hơn 2.400 km, gấp khoảng 7 lần tầm bắn của tên lửa tầm xa ATACMS mà Ukraine nhận được từ Mỹ trước đó. Theo các nguồn tin, Ukraine đã không thể thuyết phục các nhà ngoại giao phương Tây về lý do tại sao họ cần Tomahawk. Giới chức Mỹ cho biết Ukraine cũng không đưa ra được lý lẽ thuyết phục Washington về cách họ sẽ sử dụng vũ khí tầm xa. Danh sách các mục tiêu trong nước Nga đòi hỏi số lượng tên lửa vượt xa những gì mà Mỹ hoặc bất kỳ đồng minh nào khác có thể cung cấp. Chưa kể, điều này có thể gây ra những nguy hiểm cho lợi ích của Washington ở Trung Đông và châu Á. New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Zelensky đã thất vọng khi Tổng thống Joe Biden không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga khi hai bên gặp nhau tại Washington vào tháng 9 năm 2024. Trước đây, ông Biden đã nhiều lần thay đổi lập trường sau khi từ chối yêu cầu của Ukraine về chuyển giao các loại vũ khí như xe tăng Abrams, máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa ATACMS. Hiện Ukraine đều chịu tổn thất nghiêm trọng khi cuộc xung đột kéo dài sang năm thứ ba. Nhiều binh sĩ nước này đã kiệt sức khi phải phòng thủ tại một khu vực trong thời gian dài mà không có lực lượng thay thế. Kyiv cũng tăng cường tuyển dụng tân binh, nhưng các binh sĩ này rất thiếu kinh nghiệm và chưa được đào tạo bài bản. Nga cũng phải chịu thương vong lớn, tuy vậy nước này đang giành được những bước tiến chưa từng có ở miền đông Ukraine. Theo giới phân tích, cả Nga và Ukraine đều chưa phát đi tín hiệu cho thấy hai bên sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Nga Putin nhiều lần tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán, nhưng nói thêm quả bóng đang ở trên sân của Ukraine. Sau khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan của Nga, ông Putin cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đưa ra một đề xuất đàm phán với Ukraine về vấn đề hàng hải trên Biển Đen và một số vấn đề khác. Hiện Tổng thống Zelensky đang cố gắng cân bằng giữa áp lực chính trị trong nước và sự thay đổi ở bên ngoài khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy rằng hầu hết người dân Ukraine không ủng hộ từ bỏ lãnh thổ. Mối đe dọa về một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông đã khiến Mỹ và châu Âu giảm bớt sự chú ý đối với tình hình tại Ukraine.
Phát biểu với Financial Times, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan cho biết phương Tây đang mệt mỏi với cuộc chiến tại Ukraine và điều này ngày càng gia tăng. Nhiều nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích cho rằng kết quả nhiều khả năng sẽ xảy ra nhất trong tương lai gần đối với cuộc chiến là một thỏa thuận tạm thời nhằm đóng băng xung đột giữa hai bên theo một giới tuyến vẫn chưa được xác định. Trên mặt trận, các binh sĩ Ukraine ngày càng tỏ ra thiếu hy vọng và niềm tin đối với các đối tác phương Tây. Một binh sĩ Ukraine vận hành UAV tại Lữ đoàn 57 cho biết anh muốn tiền tuyến hiện tại bị đóng băng vì Ukraine không thể đánh bại Nga bằng súng máy và những phương tiện đơn giản. Binh sĩ này chỉ trích Mỹ và châu Âu vì đã không cung cấp thêm vũ khí có độ chính xác cao cho Kiev. Một tình nguyện viên giúp sơ tán người dân Poros gần thị trấn phía đông Ukraine, nơi quân đội Nga đang tiến gần cho rằng phương Tây chỉ muốn làm suy yếu Nga chứ không muốn giúp Ukraine giành chiến thắng. Sắp tới, có thể sẽ chẳng còn ai sử dụng vũ khí mà họ cung cấp cho chúng tôi nữa, bởi tất cả những gì đối tác phương Tây muốn là chúng tôi phải chiến đấu cho đến khi chỉ còn binh sĩ cuối cùng. Thưa quý vị, dư luận về leo thang căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên chưa kịp lắng lại thì lại bùng lên với thông tin quân đội Triều Tiên xuất hiện ở Nga. Lâu nay thì Nga vẫn đưa bằng chứng về việc vũ khí, binh sĩ và cơ sở công nghiệp quân sự của một số nước phương Tây hiện diện ở Ukraine dưới nhiều hình thức. Hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng dường như cũng tương tự, lặp lại những phản ứng mạnh mẽ từ phương Tây và một số quốc gia có liên quan. Vì sao lại như vậy và đằng sau nó là gì? Tuyên bố của Tổng thống Putin nêu rõ, việc hợp tác quân sự giữa hai quân đội là chuyện riêng thuộc quyền chủ quyền của hai nước theo quy định của pháp luật, tương tự như phương Tây nói đảm bảo an ninh cho Ukraine là chuyện của họ. Quan điểm của Bình Nhưỡng cũng như vậy. Bộ Ngoại giao Triều Tiên không bình luận trực tiếp, nhưng nói hành động mà phương Tây nêu về hợp tác giữa hai nước tuân thủ quy định của luật pháp quốc tế. Cơ sở pháp lý mà Nga và Triều Tiên nói đến là Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện ký tháng 6 năm 2024. Biết chắc gặp phản ứng nhưng Moscow và Bình Nhưỡng không hề ngại, họ toan tính điều gì? Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2024 tại Kazan là đòn ngoại giao đa phương của Nga, phá vỡ mảng đáng kể trên mặt trận bao vây, cấm vận kinh tế, tài chính, chính trị, ngoại giao của phương Tây. Xung đột ở Ukraine thực chất là sự đối đầu giữa Nga với NATO, phương Tây. Đối phương đã không ngại vượt lằn ranh đỏ, ngày càng can dự sâu, rộng và trực tiếp hơn, buộc Moscow phải tìm nhiều cách đáp trả. Hợp tác với Triều Tiên, Iran, Syria là đòn phản công trên mặt trận quân sự, an ninh, chính trị, ngoại giao của Nga. Hợp tác ủng hộ về mặt tinh thần, vật chất, nhân lực quân sự giữa đồng minh, đối tác nhằm đáp lại đòn vây ép của NATO và chứng tỏ Nga không hề đơn độc trên mặt trận phức tạp, nhạy cảm này. Đồng thời, nó cũng chứa đựng thông điệp rõ ràng, không để phương Tây, NATO tự do hành động, buộc phải cân nhắc, phân tán nguồn lực trên các địa bàn chiến lược và không thể loại Nga ra ngoài nếu muốn giải quyết các điểm nóng, thách thức toàn cầu. Hợp tác toàn diện với Moscow, trong đó có lĩnh vực quân sự, là lối thoát quan trọng của Bình Nhưỡng trước đòn cấm vận, sức ép lớn nhiều mặt từ phương Tây. Triều Tiên có được nguồn cung dồi dào về năng lượng, lương thực và các sản phẩm khác. Quân đội có thêm kinh nghiệm thực chiến, có thể được hỗ trợ công nghệ quân sự tiên tiến. Đặc biệt là Bình Nhưỡng tạo được đối trọng với liên minh Mỹ, Nhật, Hàn, có vị thế tốt hơn trong đối phó với căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Phương Tây, Hàn Quốc, Ukraine lập tức và đồng loạt đưa tin, dự báo khoảng chục nghìn binh sĩ Triều Tiên đang và sẽ hiện diện ở Nga, có thể hỗ trợ, tham gia tác chiến ở Kursk và trên tiền tuyến. Đồng thời với chỉ trích mạnh mẽ, họ tăng cường gặp gỡ, chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm chung, xây dựng chiến lược hành động và biện pháp đối phó. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đánh giá hợp tác Nga-Triều Tiên chứng tỏ Moscow ngày càng tuyệt vọng, đồng thời nhấn mạnh đó là sự mở rộng nguy hiểm của chiến sự, xung đột, là mối đe dọa đối với an ninh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu Đại Tây Dương. Đó cũng là quan điểm của nhiều lãnh đạo phương Tây, Hàn Quốc và Ukraine. Không chỉ lo ngại leo thang căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, Nga được sự hỗ trợ đáng kể ở Ukraine mà phương Tây, NATO còn cho rằng Moscow, Bình Nhưỡng đã lách, vô hiệu hóa nghị quyết về cấm vận. Hơn thế nữa, nó củng cố mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết giữa Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, đối trọng với liên minh của Mỹ và đồng minh trên các địa bàn chiến lược. Ukraine nhấn mạnh hợp tác Nga-Triều Tiên khiến cuộc xung đột vượt ra ngoài phạm vi quốc gia, trở nên quốc tế hóa. Hàm ý của Kiev là lệnh trừng phạt chưa đủ. Phương Tây và NATO cần phản ứng mạnh mẽ hơn, hỗ trợ can dự lớn hơn, sâu hơn, dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga. Không loại trừ khả năng phương Tây và NATO nhân sự kiện này can dự công khai hiện diện trực tiếp lực lượng quân sự vũ khí ở Ukraine, kéo theo hành động đáp trả mạnh mẽ của Nga như đã tuyên bố. Khi đó, chưa biết cuộc xung đột sẽ leo thang, mở rộng đến mức nào. Trong quá trình diễn ra cuộc tập trận chỉ huy và kiểm soát, lực lượng vũ trang Nga đang thực hiện những nhiệm vụ tấn công hạt nhân hàng loạt bằng các lực lượng răn đe chiến lược để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân của kẻ thù.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết. Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tập trận bao gồm việc phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa JAS từ sân bay vũ trụ Palesets tại bãi thử Kura ở Kamchatka, Nga. Tên lửa đạn đạo Seneva và Bulava đã được phóng từ tàu ngầm tên lửa chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Novomoskov ở biển Barents và từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kania Olek ở biển Okhotsk. Bộ này cho biết thêm, máy bay tầm xa Tu-95MS cũng tham gia vào cuộc tập trận, đã phóng tên lửa hành trình. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận được điều hành từ Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga và nhằm mục đích kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng răn đe chiến lược. Mọi nhiệm vụ đều hoàn thành đầy đủ, tất cả các tên lửa đều trúng mục tiêu. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga kết luận. Phát biểu về cuộc tập trận này, Tổng thống Nga Putin cho biết vũ khí hạt nhân là biện pháp cực đoan, ngoại lệ để đảm bảo an ninh quốc gia. Ông Putin cũng tiết lộ rằng lực lượng răn đe chiến lược sẽ sớm nhận được các bệ phóng tên lửa, tàu ngầm và máy bay ném bom mới, cũng như bản cập nhật. Với sự gia tăng căng thẳng địa chính trị cũng như sự xuất hiện của các mối đe dọa và rủi ro mới ở bên ngoài, điều quan trọng là phải có các lực lượng chiến lược hiện đại luôn sẵn sàng chiến đấu, Tổng thống Nga tuyên bố. Các cuộc tập trận mới của Nga đã tiếp nối cuộc tập trận ngày 18 tháng 10 tại khu vực Tver phía tây bắc Moscow liên quan đến các hoạt động di chuyển thực địa của một đơn vị được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JAS có khả năng tấn công các thành phố của Mỹ. Angela đưa tin, cuộc xung đột đã kéo dài 2 năm rưỡi giữa Nga và Ukraine cũng đang bước vào giai đoạn mà các quan chức Nga cho là nguy hiểm nhất khi phương Tây cân nhắc cách thức hỗ trợ Kiev khi lực lượng Nga tiến sâu vào miền đông Ukraine. Trong nhiều tuần qua, Nga đã cảnh báo phương Tây rằng Moscow sẽ đáp trả nếu Mỹ và các đồng minh cho phép Kiev bắn tên lửa tầm xa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Các cuộc tập trận hạt nhân của Nga diễn ra sau cuộc tập trận Steadfast Noon của NATO, bắt đầu vào ngày 14 tháng 10 và có sự tham gia của 13 thành viên của khối do Mỹ đứng đầu với khoảng 2.000 quân nhân và 60 máy bay. Cuộc tập trận này nhằm mục đích huấn luyện các thành viên NATO tại châu Âu triển khai vũ khí do Mỹ cung cấp theo thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của khối. Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát, Tổng thống Nga Putin đã gửi một loạt tín hiệu rõ ràng tới phương Tây, thay đổi lập trường của Nga về các hiệp ước hạt nhân lớn và tuyên bố triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật tới nước láng giềng Belarus. Ukraine cáo buộc ông Putin tống tiền hạt nhân, còn NATO cho biết họ sẽ không bị đe dọa bởi các mối đe dọa từ Nga. Vào tháng trước, Tổng thống Putin đã phê duyệt các thay đổi đối với học thuyết hạt nhân chính thức của Nga, mở rộng danh sách các kịch bản mà Moscow có thể cân nhắc sử dụng các loại vũ khí như vậy. Theo đó, Nga sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công thông thường của một quốc gia phi hạt nhân, chẳng hạn như Ukraine, được các cường quốc hạt nhân hậu thuẫn là một cuộc tấn công chung và Moscow có thể kích hoạt việc sử dụng biện pháp răn đe chiến lược. Tuy nhiên, ông Putin từng nói rằng Nga không cần thiết phải dùng đến vũ khí hạt nhân để giành chiến thắng ở Ukraine. Các quan chức Mỹ cũng cho biết họ không thấy có sự thay đổi nào đối với động thái triển khai hạt nhân của Nga trong suốt cuộc chiến. Nga là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Nga cùng với Mỹ đang kiểm soát 88% đầu đạn hạt nhân của thế giới. Hàn Quốc tuyên bố có thể bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu quân đội Triều Tiên tham chiến, trong khi Mỹ cảnh báo binh lính Triều Tiên tham chiến sẽ trở thành mục tiêu. Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Sun-hui đã có chuyến thăm Nga từ thứ Bảy ngày 29 tháng 10, trong bối cảnh NATO và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về việc quân đội Triều Tiên được điều đến Nga. NATO cho biết vào hôm 28 tháng 10 rằng hàng nghìn lính Triều Tiên đang tiến về tiền tuyến, một diễn biến khiến Kiev kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ thêm vũ khí. Lầu Năm Góc ngày 29 xác nhận rằng một số quân nhân Triều Tiên đã hiện diện ở tỉnh Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine. Hồi tháng 8 năm nay, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào khu vực này và đang kiểm soát hàng trăm km vuông lãnh thổ. Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng có thêm vài nghìn quân nhân Triều Tiên nữa đang di chuyển theo hướng này. Mỹ đã tuyên bố rằng bất kỳ binh lính Triều Tiên nào tham chiến đều sẽ là mục tiêu cho các cuộc tấn công của Ukraine và Washington sẽ không áp đặt bất kỳ giới hạn mới nào đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ nếu Triều Tiên tham chiến. Đề cập đến chuyến công du Nga của Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Sun-hui, cơ quan tình báo của Hàn Quốc cho biết bà Cho có thể sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận cấp cao về việc gửi thêm quân tới Nga. Thông báo về chuyến thăm của bà Cho được đưa ra vài giờ sau khi Lầu Năm Góc nói Triều Tiên đã cử tới Nga khoảng 10.000 quân và lực lượng này có khả năng sẽ tham chiến chống lại Ukraine trong vài tuần tới. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết sau cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào ngày 29 tháng 10 rằng các động thái của Triều Tiên đang đưa cuộc xung đột Nga-Ukraine sang một giai đoạn mới. Cuộc chiến này đã vượt ra ngoài phạm vi hai quốc gia, ông Zelensky phát biểu trên tài khoản mạng xã hội X. Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường trao đổi thông tin tình báo và chuyên môn, tăng cường liên lạc ở mọi cấp độ, đặc biệt là cấp cao nhất,
để xây dựng chiến lược, hành động và các biện pháp đối phó nhằm giải quyết tình trạng leo thang này, ông Zelensky cho biết. Tổng thống Hàn Quốc nói với người đồng cấp phía Ukraine rằng nếu Triều Tiên nhận được viện trợ từ Nga và có thể tích lũy kinh nghiệm và kiến thức quân sự từ việc tham chiến, thì sẽ gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh của Hàn Quốc. Seoul tuyên bố có thể bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu quân đội Triều Tiên tham chiến. Reuters cho hay vai trò của lực lượng Triều Tiên hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Lầu Năm Góc cho biết có những dấu hiệu ban đầu cho thấy Nga có thể triển khai quân đội Triều Tiên vào vai trò bộ binh. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS dự đoán quân đội Triều Tiên có khả năng sẽ đóng vai trò hỗ trợ và chỉ chiếm chưa đến 1% lực lượng của Nga. Lầu Năm Góc ước tính 10.000 lính Triều Tiên đã được triển khai đến miền đông nước Nga để huấn luyện, tăng so với ước tính 3.000 quân vào thứ Tư tuần trước. Quân đội ở Nga đang cố gắng dạy thuật ngữ quân sự cho binh lính Triều Tiên, theo nguồn tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra phẫn nộ trước việc xuất hiện thông tin ông yêu cầu Nhà Trắng chuyển tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine. Ông đã nêu điều này trong một cuộc phỏng vấn với đại diện các ấn phẩm hàng đầu ở các nước Bắc Âu. Bạn thấy những gì đang diễn ra trên các phương tiện truyền thông. Họ nói rằng Ukraine muốn hoặc muốn có nhiều tên lửa, chẳng hạn như Tomahawk. Nhưng đây là thông tin bí mật giữa Ukraine và Nhà Trắng. Làm sao để hiểu những thông điệp này? Điều này có nghĩa là không có gì bí mật giữa các đối tác, ông Zelensky nói. Một ngày trước, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ viết rằng điều khoản kế hoạch chiến thắng trong gói răn đe phi hạt nhân mà ông Zelensky không trình bày công khai, ngụ ý yêu cầu chuyển tên lửa Tomahawk sang Ukraine. Tổng cộng kế hoạch chiến thắng có 5 điểm và 3 bí mật bổ sung. Đoạn đầu tiên nói về việc mời Ukraine gia nhập NATO. Đoạn thứ hai nói về việc dỡ bỏ các hạn chế tấn công bằng vũ khí tầm xa của phương Tây trên lãnh thổ Nga. Và đoạn thứ ba nói về việc đặt gói ngăn chặn phi hạt nhân toàn diện của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Theo ông Zelensky, việc thực hiện kế hoạch này phụ thuộc vào các đối tác phương Tây. Như người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lưu ý, kế hoạch chiến thắng thực chất lặp lại kế hoạch của Mỹ nhằm đánh Nga đến người Ukraine cuối cùng. Theo ông Peskov, để đạt được hòa bình, Kiev phải tỉnh táo và nhận ra sự vô ích của chính sách mà mình đang theo đuổi. Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova lại cho rằng đây không phải là một kế hoạch mà là một tập hợp các khẩu hiệu không mạch lạc. Theo bà, ông Zelensky đang đẩy NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Zelensky đã hối thúc các nhà lãnh đạo phương Tây ủng hộ kế hoạch chiến thắng mà ông đưa ra với tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột với Nga vào năm 2025. Nhưng đổi lại, ông Zelensky chỉ nhận được sự ủng hộ đơn thuần về mặt ngoại giao. Trong bối cảnh phương Tây không mặn mà lắm với kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Zelensky đưa ra, cùng với việc khó đoán định kết quả bầu cử Mỹ, cánh cửa cơ hội đối với Ukraine đang thu hẹp dần. Không quốc gia phương Tây nào đồng ý cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do họ cung cấp bắn vào các mục tiêu quân sự sâu bên trong nước Nga. Cũng không có cường quốc nào công khai tán thành việc mời Ukraine gia nhập NATO khi cuộc xung đột đang diễn ra. Với kết quả này, chuyến vận động hành lang của ông Zelensky tại Mỹ và châu Âu trong 6 tuần qua được xem như thất bại. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, tốc độ tiến công của Nga ở Ukraine đã tăng lên trong những tuần gần đây, nhưng vẫn chậm và phù hợp với giao tranh chiến hào hơn là các cuộc đột kích cơ giới nhanh chóng, nhấn mạnh rằng Nga nói chung vẫn trì trệ sau hơn 2 năm rưỡi xung đột. Giới phân tích lưu ý rằng các báo cáo gần đây của phương Tây so sánh tốc độ tiến công của Nga vào tháng 9 với các bước phát triển của họ khi cuộc xung đột bắt đầu bùng nổ là rất sai lệch. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ước tính rằng tháng 3 năm 2022, lực lượng Moscow đã tiến quân với tốc độ trung bình là 1.265 km2 mỗi ngày, gần gấp 90 lần so với khoảng 14 km2 mà các chuyên gia ước tính họ đạt được mỗi ngày vào hồi tháng 9. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định việc lực lượng Moscow tiến nhanh vào sâu trong lãnh thổ Ukraine, bao gồm việc tạm thời chiếm giữ các phần quan trọng ở Kiev, Chernihiv, Sumy và Kharkov là đặc điểm của tháng đầu tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Còn các hành động tấn công gần đây được đặc trưng bởi những thành công nhỏ, cục bộ, mang tính chiến thuật. Các chuyên gia nói thêm rằng quân đội Nga đã đạt được những thắng lợi ở miền đông Ukraine gần đây, nhưng việc so sánh những thành tựu này với sự xâm nhập sâu ban đầu của họ vào Ukraine khi bắt đầu chiến tranh sẽ gây hiểu lầm về những bước tiến mới này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh phân tích, ví dụ tính đến ngày 1 tháng 10, quân đội Nga đã chiếm được thành phố Oleda, tiếp tục tiến về phía bắc và tây bắc Oleda, đạt được những thành quả chiến thuật đáng kể tại và gần Selidovo, phía đông nam Poros trong tuần qua. Những thành công tương ứng này có tầm quan trọng về mặt chiến thuật, nhưng không phản ánh được sự gia tăng chung về tốc độ tiến quân của lực lượng Moscow trên toàn bộ tuyến đầu, một phần đáng kể trong số đó vẫn tương đối bất động so với tốc độ tiến quân của họ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, báo cáo viết.
Theo các chuyên gia, tốc độ tiến công hiện tại của Nga phù hợp hơn với đánh giá gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh rằng Bộ Chỉ huy Nga có thể ra lệnh cho lực lượng của mình tăng đáng kể tốc độ tấn công cơ giới trên khắp khu vực chiến đấu trước khi vùng đất ngập nước hoàn toàn xuất hiện. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng các nước phương Tây đang từ chối lời mời của Ukraine gia nhập NATO một cách không công bằng. Rõ ràng là lời mời tham gia NATO không giống như tư cách thành viên đầy đủ trong liên minh. Tuy nhiên, một số lãnh đạo nói về điều đó như thể họ được hỏi về lời mời và họ trả lời rằng đó là về tư cách thành viên. Điều này thật không công bằng. Đây chỉ là một cách để nói không, ông Zelensky viết trên Telegram. Việc mời Ukraine ngay lập tức tham gia liên minh là điểm đầu tiên trong cái gọi là kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Tổng thống Nga Putin gọi diễn biến này là mối đe dọa đối với an ninh của Nga và nhấn mạnh rằng những rủi ro này là một trong những lý do dẫn đến việc bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt. Chuyên gia cho rằng Ukraine khó có thể được mời gia nhập NATO vào thời điểm hiện nay, không chỉ do nước này đang có xung đột, mà còn bởi hiện nay NATO vẫn bất đồng quan điểm về vấn đề này. Hiện có ít nhất 7 quốc gia thành viên NATO phản đối việc Ukraine gia nhập liên minh. Đức và Mỹ đang cân nhắc và không muốn mời Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức vì lo ngại bị lôi kéo vào cuộc xung đột với Nga. Hungary và Slovakia cũng phản đối vấn đề này vì cho rằng điều này chỉ khiến cho xung đột tiếp tục leo thang. Bằng cách giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể giúp khôi phục quan hệ giữa Moscow và phương Tây. Russell Berman, cựu cố vấn cấp cao của Bộ phận Kế hoạch Chính trị của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết. Ông nói rằng nếu xung đột giữa Nga và Ukraine được giải quyết, chính quyền ông Trump sẽ cố gắng đưa Nga trở lại phương Tây. Ông Berman xác định Trung Quốc chứ không phải Nga là đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ. Ông Trump trong cuộc tranh luận bầu cử ngày 27 tháng 6 đã hứa rằng ông sẽ đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ngay cả trước khi có thể tái đắc cử và tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Đồng thời, ông nhấn mạnh xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu Moscow tôn trọng Tổng thống Mỹ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Harris đại diện, còn Đảng Cộng hòa sẽ do cựu Tổng thống Donald Trump đại diện. Cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân Chủ đều đang cáo buộc lẫn nhau làm suy yếu niềm tin vào kết quả công bằng của cuộc bỏ phiếu và cố gắng sử dụng các biện pháp bất hợp pháp để tác động đến cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho mình. Trong khi đó, tờ Washington Post của Mỹ viết rằng Nga có thể đạt được mục tiêu của mình trong cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2025. Vào năm tới, thực tế nghiệt ngã của cuộc xung đột có thể dẫn đến một kịch bản, trong đó Nga phần lớn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Quân đội Ukraine đang cố gắng hết sức để giữ phòng tuyến ở phía đông đất nước, nhưng đang mất dần vị thế ở một số khu vực. Hy vọng về một chiến thắng tuyệt đối đang mờ dần và sự ủng hộ của phương Tây đang suy yếu. Ukraine đang phải đối mặt với tình hình khá ảm đạm ở Donetsk khi lực lượng Nga tiếp tục tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ mùa hè năm 2022. Tuần trước là thời điểm cực kỳ khó khăn đối với Ukraine, quân đội Nga đã có thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine ở nhiều khu vực khác nhau. Chiến dịch kéo dài và khốc liệt của Nga ở Donbass đã tăng tốc đáng kể trong những ngày gần đây. Lực lượng Nga đang tiến quân nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào tính từ mùa hè năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 29 tháng 10 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Selidovy, mà Nga gọi là Selidovo, một thị trấn gần trung tâm hậu cần quan trọng Poros. Trong khi Kiev vẫn chưa bình luận về thông tin này, thì các chuyên gia và nhà phân tích của Austin đều xác nhận thị trấn này đã thất thủ. Bản đồ của Deep State dựa trên dữ liệu từ ngày 28 tháng 10 cho thấy phần lớn diện tích Selidovy đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, chỉ khoảng 1/3 diện tích được đánh dấu là vùng đang tranh chấp. Trong tuần từ ngày 20 đến 27 tháng 10, quân đội Nga đã giành được lãnh thổ rộng 196,1 km2. Quân đội Nga chưa từng có bước tiến nhanh như vậy, ít nhất là từ đầu năm nay, kênh Deep State cho biết. Trong suốt năm 2024, Ukraine đã phải đối mặt với những thách thức to lớn về việc bảo vệ tiền tuyến trải dài từ Đông Bắc đến các khu vực phía Nam, đặc biệt là ở vùng Donetsk, nơi Nga liên tục tập trung tấn công. Sau khi Ukraine rút quân khỏi Vuleda vào đầu tháng 10, lực lượng Nga đã tập trung nỗ lực vào các thị trấn Poros, Torez và Kurakhovy thuộc Donetsk, nơi quân đội Ukraine lép vế hơn về lực lượng và vũ khí, đang dần mất đi chỗ đứng dưới áp lực của Nga. Và việc Selidovy thất thủ sẽ tác động không nhỏ đến tình hình Poros, cách khoảng 18 km về phía Tây Bắc. Thành phố Selidovy hiện rất có thể đã hoàn toàn thất thủ. Emin Kastehemi nói, có thể có một số nhóm quân Ukraine ở phía Tây, nhưng về cơ bản thì thành phố đã hoàn toàn thất thủ. Selidovy là thành phố lớn nhất thất thủ sau Adika và nó thất thủ chỉ sau khoảng vài tuần, vì vậy đây là một bước tiến nhanh chóng.
Khi được hỏi liệu ông có tin rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn không, Castellemy trả lời, thực sự có nguy cơ. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc lực lượng Nga có đủ nguồn lực và dự trữ để khai thác các lỗ hổng tiềm tàng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine hay không. Nhưng Castellemy nhận định, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Mặc dù lực lượng Nga đã tiến được 10 km trong một tuần, thì chúng ta vẫn chưa thấy điều gì được coi là đột phá theo đúng nghĩa. Nga vẫn còn một chặng đường dài trước khi đạt được mục tiêu đã nêu, đó là kiểm soát Donbass. Theo Kiev Independent, sẽ phải dành thêm 10.000 km2 lãnh thổ mới có thể kiểm soát được toàn bộ Donbass. Ngay cả với tốc độ tiến quân hiện tại, cũng chỉ mất chưa đầy một năm. Khi mùa đông đang đến gần, sự bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tuần tới, nguồn cung cấp vũ khí của Washington trong tương lai và việc quân đội Ukraine đang phải đối mặt với các vấn đề về nhân lực, thì đây là thời điểm đặc biệt bấp bênh đối với Kiev. Tình hình đang khá ảm đạm đối với người Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Oleksandr Livinenko, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cho biết rằng sẽ có thêm 160.000 công dân được triệu tập nhập ngũ. Đã có tổng cộng 1.050.000 công dân được triệu tập vào lực lượng quốc phòng, kế hoạch là sẽ triệu tập thêm 160.000 người nữa. Ông Honcharenko dẫn lời ông Livinenko. Cùng ngày, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua các sắc lệnh của Tổng thống Zelensky về việc kéo dài lệnh thiết quân luật và huy động lực lượng Ukraine thêm 90 ngày cho đến ngày 7 tháng 2 năm 2025. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng gửi quân đội của mình đến một khu vực cách xa bán đảo Triều Tiên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Nga-Triều cũng như chính sách quân sự của Triều Tiên. Theo thông tin từ các báo cáo tình báo Hàn Quốc và phương Tây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quyết định cử một số đơn vị quân sự tinh nhuệ nhất của mình tới Nga để hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Ukraine, điều mà cả Moscow và Bình Nhưỡng đều lên tiếng phủ nhận. Số liệu ban đầu cho thấy có khoảng 10.000 binh lính Triều Tiên đã được đưa đến Nga và một số đơn vị đã trực tiếp tham gia chiến đấu. Đặc biệt, các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt của Triều Tiên như quân đoàn Bão Táp được huấn luyện kỹ lưỡng để thực hiện các nhiệm vụ đột kích và phòng thủ. Sự hiện diện của lực lượng quân sự Triều Tiên tại Nga thể hiện mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia này trong bối cảnh Nga đang chịu nhiều áp lực từ phương Tây và cộng đồng quốc tế. Điều này cũng cho thấy Triều Tiên sẵn sàng tham gia vào các cuộc xung đột quốc tế để đạt được các lợi ích chính trị và kinh tế của mình. Bàn về quy mô và sức mạnh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Quân đội Nhân dân Triều Tiên KPA được thành lập từ năm 1948 với sự hỗ trợ của Liên Xô. Trong suốt lịch sử của mình, KPA đã phát triển thành một trong những lực lượng quân sự lớn nhất thế giới với khoảng 1,2 triệu binh lính. Tuy nhiên, chất lượng huấn luyện và trang thiết bị của quân đội này vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù Triều Tiên sở hữu nhiều đơn vị đặc biệt với nhiệm vụ phòng thủ và tấn công, nhưng tại thời điểm thành lập, quân đội nước này thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực và trang thiết bị. Những điều kiện khắc nghiệt này từng phản ánh qua các tiêu chuẩn thấp về chiều cao và cân nặng đối với lính nghĩa vụ, cho thấy tình trạng dinh dưỡng kém và khó khăn trong việc bảo đảm sức khỏe cho binh lính. Tuy nhiên, câu hỏi liệu tình hình này đã được cải thiện theo thời gian hay chưa vẫn còn là điều chưa được xác minh rõ ràng. Việc này phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như các chính sách quản lý lương thực, hỗ trợ kinh tế và nguồn cung cấp trang thiết bị quân sự từ bên ngoài. Trong số các đơn vị được cử đến Nga, đáng chú ý nhất là quân đoàn 11, thường được biết đến với cái tên là quân đoàn Bão Táp. Đây là một trong những lực lượng tinh nhuệ hàng đầu của quân đội Triều Tiên, nổi bật với các kỹ năng chiến đấu đặc thù như trinh sát, bắn tỉa và các hoạt động biệt kích. Được đánh giá cao trong nội bộ Triều Tiên, quân đoàn Bão Táp được huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp và bất ngờ, đảm bảo khả năng tấn công và phòng thủ trong những tình huống khẩn cấp. Theo nhận định của chuyên gia quân sự, so với lực lượng đặc biệt của các quốc gia khác, thiết bị và công nghệ mà quân đoàn Bão Táp sử dụng vẫn còn khá cũ khi nhiều trang bị trong số đó chủ yếu từ thời Liên Xô. Điều này có thể gây bất lợi cho các binh sĩ Triều Tiên khi đối mặt với những thách thức của chiến trường hiện đại, nơi các công nghệ mới nhất như máy bay không người lái, hệ thống tên lửa dẫn đường cùng các thiết bị chiến đấu thông minh đang ngày càng chiếm ưu thế. Mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã trở nên khăng khít hơn trong thời gian gần đây. Điều này xuất phát từ lợi ích chiến lược của cả hai bên trong bối cảnh Nga bị phương Tây cô lập và Triều Tiên phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế. Bình Nhưỡng đã nhiều lần thể hiện sự ủng hộ toàn diện cho Nga và cam kết hợp tác chống lại các thế lực phương Tây. Bên cạnh đó, việc gửi quân đến Nga có thể mang lại lợi ích kinh tế cho Triều Tiên. Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, Nga đã cam kết trả cho mỗi binh sĩ Triều Tiên khoảng 2.000 USD mỗi tháng, một con số lớn so với mức sống ở Triều Tiên. Khoản tiền này có thể giúp Triều Tiên giảm bớt khó khăn kinh tế và cung cấp nguồn thu nhập ổn định cho đất nước. Theo ước tính của Lầu Năm Góc, hiện có khoảng 10.000 lính Triều Tiên đã được triển khai tới miền đông nước Nga để tham gia huấn luyện quân sự. Cơ quan tình báo quân sự của Ukraine đưa ra con số cao hơn khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên, bao gồm cả các tướng lĩnh cấp cao.
Các báo cáo phương Tây cũng tiết lộ binh lính Triều Tiên đã được triển khai tới khu vực Kursk gần biên giới Nga, nơi quân đội Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào mùa hè. Ông Kim Jong-su, một chuyên gia an ninh tại Viện Quân sự Hàn Quốc ở Seoul, cho rằng ngoài các lực lượng đặc biệt, Triều Tiên có thể đã cử thêm các đơn vị hậu cần, cung cấp đạn dược và đảm bảo thông tin liên lạc. Điều này nhằm duy trì hoạt động của lực lượng đặc biệt và hỗ trợ họ trong các nhiệm vụ chiến đấu. Hiện tại, vai trò cụ thể của các binh sĩ Triều Tiên trong việc hỗ trợ cuộc phản công của Nga ở tỉnh Kursk vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, giới phân tích quốc tế đã đưa ra một số dự đoán về cách mà lực lượng này có thể được sử dụng trên chiến trường. Một số chuyên gia cho rằng các binh sĩ Triều Tiên có thể tham gia vào những cuộc tấn công trực tiếp, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ hậu phương và các khu vực tác chiến nhằm tạo điều kiện cho quân Nga tập trung tấn công. Ông Viktor Kaliuk, một cựu đại tá Ukraine hiện làm việc tại Trung tâm Chiến lược Quốc phòng có trụ sở tại Kiev, dự đoán rằng lực lượng Triều Tiên sẽ được sử dụng để xung kích vào những vị trí của Ukraine được xây dựng phòng thủ chắc chắn nhất. Điều này sẽ giúp quân Nga tập trung củng cố các điểm và tuyến đã giành được. Một quan điểm khác từ ông John Frogman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev, cho rằng lính Triều Tiên sẽ đảm nhiệm vai trò phòng ngự và củng cố các tuyến tiền phương. Ông Frogman nhận định rằng sự phân chia trách nhiệm này sẽ giúp quân Nga tập trung nhiều hơn vào các nhiệm vụ tiến công chiến lược. Ông cũng lưu ý rằng nếu lính Triều Tiên tham gia tấn công trực tiếp, điều này có thể làm lộ vị trí của quân Nga trên chiến trường. Mặc dù Triều Tiên có nhiều đơn vị tinh nhuệ, nhưng hiệu quả chiến đấu của các binh sĩ Triều Tiên vẫn chưa được kiểm chứng trong các cuộc xung đột hiện tại. Lính Triều Tiên chưa từng tham gia vào một cuộc chiến lớn nào kể từ sau chiến tranh Triều Tiên vào thập niên 1950. Do đó, khi đối đầu với những người lính Ukraine giàu kinh nghiệm chiến trường, các binh sĩ Triều Tiên sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn. Ông Hyo Sung Lee, một người tị nạn Triều Tiên từng được đào tạo trong quân đoàn bão táp, cho biết rằng nhiều binh sĩ có thể cảm thấy bối rối khi đối mặt với một chiến trường thực sự. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt về trang thiết bị hiện đại và kinh nghiệm chiến đấu thực tế cũng là những thách thức lớn mà quân đội Triều Tiên phải đối mặt. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng thích ứng và hiệu quả của lực lượng đặc biệt Triều Tiên trong bối cảnh chiến trường ngày càng phức tạp cũng như khó lường. Một vấn đề quan trọng khác là khả năng phối hợp giữa lực lượng Nga và Triều Tiên. Ông Viktor Kaliuk cảnh báo rằng rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt trong cách huấn luyện và việc binh sĩ Triều Tiên không quen thuộc với địa hình tại Đông Âu sẽ là những yếu tố cản trở sự phối hợp giữa hai bên. Wolfgang Ischinger, cựu đại sứ Đức tại Washington và chủ tịch Hội nghị An ninh Munich, nhận định rằng đây là một vấn đề đau đầu đối với quân đội Nga vì họ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ huy các đơn vị nước ngoài với quy mô lớn. Để giải quyết các thách thức về ngôn ngữ, một số báo cáo tình báo của Ukraine cho rằng Nga đã lên kế hoạch cử một phiên dịch viên cho mỗi 30 binh sĩ Triều Tiên nhằm đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa hai lực lượng trên chiến trường. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác minh độc lập và cần thêm bằng chứng cụ thể. Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu rằng Ukraine nên đáp trả nếu quân đội Triều Tiên vượt qua biên giới vào Ukraine. Ông cũng bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại tỉnh Kursk của Nga. Tôi lo ngại về điều đó, ông Biden nhấn mạnh trong bài phát biểu đưa ra vào ngày 29 tháng 10, khi được hỏi về việc quân đội Triều Tiên có hiện diện tại tỉnh Kursk hay không. Nếu họ vượt biên giới vào đất Ukraine thì có, Tổng thống Mỹ nói khi được hỏi liệu Ukraine có nên đáp trả hay không. Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết vài nghìn binh lính Triều Tiên đang tiến về tỉnh Kursk của Nga và một nhóm nhỏ đã đến đó. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận những dấu hiệu ban đầu cho thấy Nga có thể triển khai lực lượng này với vai trò bộ binh để chiến đấu với quân đội Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và tham vấn với các đối tác Ukraine cũng như các đồng minh và đối tác khác, ông Reeder nói. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng việc hàng nghìn binh lính Triều Tiên đến Nga đang đẩy cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm vượt ra ngoài biên giới của các bên tham gia. Các nhà lãnh đạo phương Tây nói rằng Triều Tiên đã cử khoảng 10.000 binh lính sang Nga, cho rằng sự tham gia của Bình Nhưỡng vào cuộc xung đột với Ukraine, nếu xảy ra, có thể làm xáo trộn những mối quan hệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản và Úc. Tổng thống Zelensky cho biết ông vừa trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về vấn đề này. Hàn Quốc đang tích cực trao đổi với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Mỹ và Liên minh châu Âu EU về những diễn biến mới nhất. Seoul cảnh báo có thể gửi vũ khí trực tiếp cho Ukraine để đáp trả hành động của Triều Tiên. Chỉ có một kết luận duy nhất, cuộc xung đột này đã bị quốc tế hóa và vượt ra khỏi biên giới của Ukraine và Nga, ông Zelensky viết. Tổng thống Ukraine cho biết ông nhất trí với nhà lãnh đạo Hàn Quốc về việc tăng cường hợp tác song phương và trao đổi nhiều thông tin tình báo hơn, cũng như sẽ có phản ứng cụ thể với sự can dự của Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Son-hui đã có chuyến thăm Nga. Đây được coi là một dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, với việc Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử vũ khí, trong khi Hàn Quốc và Mỹ đã mở rộng tập trận. Các nhà phân tích cho rằng việc điều lực lượng Triều Tiên sang Nga cũng có thể gửi đi một thông điệp chính trị, củng cố vị thế của cả hai nước trong một mối quan hệ với Trung Quốc, đồng thời gửi thông điệp tới Washington và các đồng minh. Moscow ngày càng có mối quan hệ chặt chẽ với Bình Nhưỡng thì có thể họ càng có thêm công cụ mặc cả với Mỹ cũng như với Trung Quốc. Roman viết trong một bài đăng trên trang tin chuyên về Triều Tiên. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ không nắm được vấn đề này. Theo các nhà phân tích, vài nghìn quân Triều Tiên sẽ không thể thay đổi được tiến trình của cuộc xung đột. Thông tin về tình hình chiến sự Nga-Ukraine, việc kiểm soát thành phố Selidovy sẽ cho phép quân đội Nga tiến gần hơn đến trung tâm hậu cần quan trọng Poros và đạt được bước tiến lớn ở miền đông Ukraine. Kết quả của các chiến dịch thành công, thành phố Selidovy ở khu vực Donetsk đã được kiểm soát hoàn toàn, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Moscow tuyên bố giành quyền kiểm soát hai ngôi làng gần đó, Bogojalenka và Katernika, thị trấn nhỏ Ginik. Tất cả đều nằm ở phía nam Selidovy và gần thị trấn công nghiệp Kurakhovy do Ukraine kiểm soát. Selidovy có khoảng 20.000 cư dân trước khi Nga phát động chiến dịch tấn công. Thành phố này có mỏ than duy nhất ở khu vực Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Việc kiểm soát Selidovy, khu vực nằm cách trung tâm hậu cần Poros khoảng 18 km về phía đông nam, là bước tiến mới nhất của quân đội Nga ở miền đông. Selidovy được xem là thành phố chốt chặn phía nam khu vực trọng yếu Poros. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga đã giành được nhiều lãnh thổ ở Ukraine hơn sau những thay đổi lớn trên tiền tuyến, đặc biệt là ở miền đông Ukraine xung quanh thành phố Poros. Chỉ riêng trong tháng 10, Nga đã kiểm soát thêm 478 km2 lãnh thổ ở Ukraine, bước tiến lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Khoảng 2/3 diện tích mà Nga giành được, tương đương với 324 km2 là ở khu vực Donetsk. Lực lượng Nga hiện chỉ cách Poros vài km, nơi Moscow đang tiếp cận từ phía nam và phía đông. Lực lượng Nga đã tiến quân về phía Selidovy trong vài tuần qua. Đây là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm tăng tốc kiểm soát các vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Selidovy là khu vực quan trọng đối với các hoạt động phòng thủ của Ukraine và là bàn đạp chính để ngăn chặn Nga tiến về Poros. Thành phố này được sử dụng làm trung tâm tiếp viện cho nhiều đơn vị ở các khu vực Nam Donetsk và Zaporizhia trên tiền tuyến. Một phát ngôn viên của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine chiến đấu ở Selidovy xác nhận thành phố này đã bị tấn công liên tục từ nhiều hướng trong tuần qua. Nga tiếp tục tấn công với số lượng quân rất lớn, họ sử dụng lực lượng dự bị từ phía bắc của khu vực Poros ở tiền tuyến để tăng áp lực lên Selidovy. Vitali Molovidov, phát ngôn viên của Lữ đoàn Karadak số 15 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết, Nga không phá hủy cơ sở hạ tầng của thành phố. Nhiều khả năng họ muốn giữ thành phố này làm căn cứ cho họ trong tương lai. Selidovy là một thành phố lớn, nơi có thể cho phép đồn trú một lượng lớn nhân lực và cất giấu thiết bị. Người phát ngôn cho biết thêm. Video do hãng thông tấn Nga TASS công bố được cho là ghi lại hình ảnh các binh sĩ đang kéo cờ Nga ở Selidovy. Các nhà quan sát và quân đội Ukraine đã cảnh báo về tình hình ngày càng khó khăn tại Selidovy khi lực lượng Nga tiến về phía thành phố này trong vài tuần qua. Đầu tháng này, quân đội Ukraine thừa nhận tình hình của quân đội đã trở nên tồi tệ hơn ở tuyến đầu gần Selidovy. Theo một nguồn tin quân sự Nga, lực lượng Ukraine đã sa lầy ở Selidovy từ cuối tháng 9. Một chiến dịch cắt đứt con đường nối Selidovy và Sukurino đã mở đường cho sự sa lầy của Ukraine, từ đó cắt đứt một trung tâm hậu cần lớn của Ukraine. Có thể vẫn còn một số người Ukraine ở các khu vực phía Tây, nhưng thành phố Selidovy về cơ bản đã mất. Emin Kestahemi, một chuyên gia quân sự và là nhà phân tích tình báo nguồn mở tại Blackbird Group có trụ sở tại Phần Lan, cho biết. Đây là thành phố lớn nhất bị thất thủ sau Adika vào mùa đông. Thành phố đã thất thủ sau khoảng vài tuần. Đó là một động thái nhanh chóng, chuyên gia Kestahemi nói. Sự sụp đổ của Selidovy là viễn cảnh đáng lo ngại đối với Poros, nơi chỉ cách khoảng 18 km về phía Tây Bắc. Các lực lượng Nga đã tiến dần về phía Poros trong vài tháng qua và đợt tấn công của Nga vào tỉnh Donetsk gần đây đã đạt được tốc độ chưa từng thấy. Các quan chức quân sự nói với TASS rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Poros trên tuyến giao tranh đã sụp đổ sau khi Ukraine mất Selidovy. Với việc mất Selidovy, hệ thống phòng thủ của đối phương gần Krasnomei đã sụp đổ. Trong các trận chiến ở Selidovy, Goniak, Ukrans và một số ngôi làng gần Selidovy, đối phương đã mất một phần đáng kể lực lượng đồn trú được cho là sẽ bảo vệ Poros, nguồn tin quân sự tiết lộ.
Poros là khu vực chiến lược mà Nga đã đặt mục tiêu kiểm soát trong thời gian qua. Nếu Poros sụp đổ, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào tuyến phòng thủ của Ukraine và mở đường cho Nga kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk. Nga đang đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ trung tâm công nghiệp cũ ở miền đông Ukraine, được gọi là Donbass, bao gồm Lugan và Donetsk. Trung tâm hậu cần Poros, khu vực do Ukraine kiểm soát, được coi là một pháo đài, chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở mặt trận phía đông và kết nối với các thành phố phòng thủ quan trọng khác. Poros nằm trên một con đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác. Việc kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép Nga phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông. Thành phố Poros là nguồn cung cấp hầu hết than cho ngành công nghiệp sắt thép của Ukraine. Ngành này là xương sống của nền kinh tế Ukraine và vẫn là ngành lớn thứ hai, mặc dù sản lượng đã giảm xuống còn chưa đến 1/3 so với mức trước chiến sự. Nếu không có các nhà máy thép, Ukraine sẽ gặp khó khăn. Đây là một phần rất quan trọng của nền kinh tế nước này. Sau đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày hôm nay. Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí không giới hạn nếu quân Triều Tiên tham chiến. Vừa qua, Mỹ tuyên bố sẽ dỡ bỏ hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí Mỹ nếu lực lượng Triều Tiên tham chiến cùng quân đội Nga. Sau các cuộc hội đàm với một phái đoàn Hàn Quốc, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên rằng quan hệ quân sự ngày càng sâu rộng giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lẫn châu Âu-Đại Tây Dương. Lầu Năm Góc ước tính rằng 10.000 lính Triều Tiên đã được triển khai tới miền đông nước Nga để huấn luyện. Con số ước tính của họ vào tuần trước là 3.000 quân. Selidovy thất thủ, Nga dọn đường chiếm trọn Donetsk. Quân đội Nga được cho là đã giành được thị trấn cuối cùng trên đường tiến vào Poros, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine tại khu vực Donetsk. Một đoạn video được công bố dường như cho thấy các binh lính Nga đang ở trong văn phòng của Hội đồng Thành phố. Deep State có liên hệ với quân đội Ukraine cho hay. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời người đứng đầu khu vực Donetsk, ông Denis Pushilin xác nhận cuộc tiến công vào Selidovy ngày 28 tháng 10. Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine đều chưa bình luận về việc Selidovy thất thủ. Như vậy, các lực lượng của Nga đã chiếm được 170 km vuông trong 7 ngày qua. Ngân hàng đầu tư Dragon Capital có trụ sở tại Kiev cho hay, đồng thời cho rằng điều này đánh dấu thành quả lãnh thổ theo tuần lớn nhất của Nga trong cuộc tấn công vào miền đông năm nay. Chiến đấu cơ Nga dội bom lượn đánh thẳng trụ sở chỉ huy của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày qua, các máy bay chiến đấu của nước này đã thả bom lượn phá hủy một tòa nhà ở Kharkov, cách biên giới Nga gần 10 km. Nơi được cho là có nhiều sĩ quan Ukraine đang đồn trú. Bộ này cũng công bố đoạn video toàn cảnh về vụ tấn công. Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, đội ngũ chỉ huy của một trong số các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đang ở điểm triển khai tạm thời, tuyên bố của Nga nêu rõ. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy ở khu vực Volchansk đã bị tàn phá nghiêm trọng sau nhiều tháng giao tranh. Một tòa nhà cao tầng đổ nát ở trung tâm thị trấn đã bị trúng bom lượn. Cuộc tấn công gây ra vụ nổ mạnh đến mức có thể quan sát thấy sóng xung kích từ khoảng cách xa hàng trăm mét. Một bức tường của tòa nhà đã sụp đổ ngay lập tức, nhiều đám khói và bụi bốc lên từ địa điểm xảy ra vụ nổ. Nga tiến công nhanh chưa từng thấy, Ukraine bước vào giai đoạn nguy hiểm. Moscow đã chiếm được 196,1 km vuông lãnh thổ Ukraine từ tuần 20 đến 27 tháng 10, đánh dấu bước tiến theo tuần nhanh nhất của quân đội Nga trong năm nay. Nhóm truyền thông Nga Angestovo chuyên phân tích các bản đồ nguồn mở của Kiev cho hay, các lực lượng của Nga đã tiến công vào tháng 9 với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2022, bất chấp việc Ukraine chiếm một phần khu vực Kursk của Nga. Quân đội Nga chưa bao giờ đạt được bước tiến hàng tuần nhanh chóng như vậy, ít nhất là từ đầu năm nay. Agesvo cho hay trên Telegram, kênh này cho biết họ đã sử dụng dữ liệu thô từ các nhà phân tích tình báo nguồn mở của Deep State có liên hệ với quân đội Ukraine để đưa ra kết luận trên. Tuần trước, Agesvo thông báo quân đội Nga đã chiếm được 95 km vuông gần thị trấn Uleda và 63 km vuông gần thị trấn Poros. Cả hai thị trấn này đều ở khu vực Donbass thuộc phía đông Ukraine. Tổng thống Zelensky thừa nhận nguy cơ Mỹ cắt giảm hỗ trợ nếu ông Trump đắc cử. Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay có một rủi ro là Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ Ukraine nếu ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng cho biết ông không nghe gì về việc cựu Tổng thống Trump bày tỏ ý định sẽ dừng hỗ trợ cho Ukraine. Ông Trump nói rất nhiều, nhưng tôi chưa nghe ông ấy nói về việc ông ấy sẽ dừng hỗ trợ này, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay. Nhưng tôi nhất trí rằng sẽ có những rủi ro. Đó là lý do tại sao Ukraine có kế hoạch riêng của mình về cách thức tăng cường năng lực của bản thân. Điều này sẽ cực kỳ khó, Tổng thống Zelensky cho hay. Phu
Phương Tây cho rằng hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên đã có mặt tại tỉnh Kursk của Nga nhằm giúp Nga đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi địa phương này. Moscow không phủ nhận những thông tin như vậy. Nga thậm chí còn khẳng định rằng họ và Triều Tiên có quyền hợp tác quốc phòng trên lãnh thổ của mình. Trước thực tế này, Ukraine đang gồng mình chuẩn bị cho tình huống Nga mở những cuộc tấn công mới ở tỉnh Kursk với sự hậu thuẫn của binh lính Triều Tiên. Mới ngày hôm qua, Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai ở tỉnh Kursk của Nga. Ông Rutte cho rằng sự kiện này mở rộng một cách nguy hiểm xung đột Nga-Ukraine. Còn tuần trước, giới chức Mỹ và Ukraine cùng tuyên bố vài nghìn quân Triều Tiên đã đến khu vực này. Những người lính Triều Tiên nói trên là một bộ phận trong đội ngũ lớn gồm khoảng 10.000 quân Triều Tiên chuẩn bị triển khai trong trận tuyến của Nga, theo giới chức Ukraine và Hàn Quốc. Giới chuyên gia quân sự cho rằng con số 10.000 lính là quá nhỏ bé để có thể tác động được lên tình hình tổng thể của chiến trường Ukraine rộng lớn, nơi các bên tham chiến đã tung vào trận hàng trăm ngàn binh lính. Tuy nhiên, họ cho rằng một vạn quân Triều Tiên này có thể vẫn đủ để giúp Moscow giành lại lãnh thổ Kursk bị phía Ukraine chiếm đóng từ hồi tháng 8 năm 2024. Ngày 26 tháng 10, Trung tá Artem Kholokevich, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Cơ giới 61 của Ukraine cho biết, cấp trên thông báo rằng Liên quân Nga, Triều Tiên có thể sớm tấn công lực lượng Ukraine. Một sĩ quan Ukraine giấu tên tiết lộ, quân đội Ukraine cũng đã cấp cho binh sĩ của họ một cuốn sổ tay dịch song ngữ Ukraine-Triều Tiên để hỗ trợ giao tiếp với lính Triều Tiên, yêu cầu đối phương đầu hàng. Từ đầu tháng 10, quân đội Nga đã cố gắng giành lại những phần lãnh thổ đã mất tại Kursk. Giới chuyên gia quân sự tin rằng, với sự giúp sức của lính Triều Tiên, quân Nga có thể đẩy nhanh quá trình phản kích, thu hồi lại lãnh thổ. Kiev tuyên bố Nga triển khai khoảng 50.000 binh sĩ tại tỉnh Kursk, nhưng không tiết lộ số binh sĩ Ukraine tại đây. Trong khi đó, giới phân tích độc lập cho rằng Ukraine triển khai khoảng 30.000 lính tại Kursk. Như vậy, nếu Nga có thêm sự trợ giúp của 10.000 lính Triều Tiên, họ sẽ có lợi thế áp đảo trước quân Ukraine. Hiện nay vẫn chưa rõ một cách chính xác các binh sĩ Triều Tiên sẽ hỗ trợ cuộc phản công của Nga ở tỉnh Kursk ra sao. Giới phân tích cho rằng những binh sĩ Triều Tiên này có thể được sử dụng cho những cuộc tấn công trực tiếp hoặc dùng để bảo vệ hậu cứ của khu vực tác chiến nhằm tạo điều kiện cho quân Nga rảnh tay tấn công. Viktor Keliuk, đại tá Ukraine về hưu, hiện làm việc cho Trung tâm Chiến lược Quốc phòng có trụ sở tại Kiev, dự đoán quân Triều Tiên sẽ có mặt trong những cuộc tấn công của Nga nhằm vào các vị trí của quân Ukraine. Cụ thể, ông Keliuk dự báo các đơn vị Triều Tiên sẽ xung kích vào những vị trí có công sự chắc chắn nhất, còn quân chính quy sẽ củng cố những điểm và tuyến đã giành được. Theo vị cựu đại tá này, Nga sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế hơn quân và lợi thế về pháo binh. John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev thì lại có góc nhìn khác. Ông cho rằng lính Triều Tiên sẽ lo phòng ngự và củng cố tiền tuyến, còn lính Nga sẽ tập trung vào tấn công. Ông Foreman bổ sung rằng nếu lính Triều Tiên tham gia tấn công trực tiếp, vị trí của quân Nga có thể bị lộ. Tuy nhiên, hiệu quả chiến đấu của quân Triều Tiên vẫn chưa được kiểm nghiệm và sự phối hợp giữa quân Nga và Triều Tiên có thể sẽ gặp một số vấn đề. Lính Triều Tiên cơ bản không tham gia cuộc chiến nào kể từ sau chiến tranh Triều Tiên diễn ra trong thập niên 1950. Nếu tham chiến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, các binh sĩ Triều Tiên sẽ giáp mặt với những người lính Ukraine dày dạn trận mạc. Cựu đại tá Kevin Luke cho rằng việc phối hợp giữa lính Triều Tiên và lính Nga sẽ gặp khó khăn do rào cản ngôn ngữ và cách huấn luyện khác nhau, cũng như do binh sĩ Triều Tiên chưa quen địa hình tại chiến trường Đông Âu. Wolfgang Ischinger, cựu đại sứ Đức tại Washington, chủ tịch Hội nghị An ninh Munich, nhận định đây là vấn đề đau đầu đối với quân đội Nga vì họ chưa quen với việc chỉ huy những đơn vị lớn của nước ngoài. Cơ quan tình báo Ukraine cho rằng Nga đã lên kế hoạch cử một phiên dịch viên ứng với mỗi 30 lính Triều Tiên để đảm bảo sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa hai bên trên chiến trường. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập. Sau khi đột kích vào Kursk vào tháng 8, Ukraine chiếm được khoảng 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Sau đó, quân đội Nga đã giành lại một nửa số lãnh thổ này, nhưng tốc độ phản kích của họ là khá chậm do Nga muốn ưu tiên cho cuộc tiến công của mình ở miền đông Ukraine. Nếu Nga tái chiếm toàn bộ khu vực Kursk bị mất, Ukraine sẽ mất đi một lá bài quan trọng trên bàn đàm phán. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tập trận lực lượng răn đe chiến lược, bao gồm các vụ phóng thử tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo liên lục địa từ các bệ phóng trên không, trên biển và trên bộ. Cuộc tập trận được Tổng thống Putin công bố chỉ vài ngày sau khi NATO tiến hành cuộc tập trận hạt nhân ở Tây Âu. Trong báo cáo gửi Tổng thống Putin, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết một tàu ngầm tên lửa chiến lược, một hệ thống tên lửa di động JAS trên đất liền cũng như các tàu sân bay tên lửa chiến lược Tu-95MS đã tham gia vào cuộc tập trận.
Nga khẳng định lập trường cơ bản của mình, việc sử dụng vũ khí hạt nhân là biện pháp cực đoan, ngoại lệ để đảm bảo an ninh quốc gia. Đồng thời, chúng tôi hiểu rất rõ rằng bộ ba hạt nhân vẫn tiếp tục là người bảo đảm đáng tin cậy cho chủ quyền và an ninh của đất nước chúng tôi. Tôi nhấn mạnh điều này, chúng tôi sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, nhưng chúng tôi sẽ duy trì lực lượng hạt nhân ở mức đủ mạnh cần thiết, ông Putin phát biểu tại cuộc họp. Theo Bộ Quốc phòng, tất cả các yếu tố của bộ ba hạt nhân đều tham gia vào cuộc tập trận, bao gồm hệ thống trên mặt đất, tên lửa tàu ngầm và tên lửa phóng từ trên không. Một tên lửa đạn đạo liên lục địa JAS được phóng từ Palisades, Cosmodrome, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu tại bãi thử Kura ở Kamchatka. Tên lửa đạn đạo Seniva và Bulava được phóng từ tàu ngầm tên lửa chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Novomoskov ở biển Baren, cũng như từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kania Oleg ở biển Okhotsk. Máy bay tầm xa Tu-95MS cũng tham gia cuộc tập trận. Các vụ phóng được điều khiển từ Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga. Các nhiệm vụ được đề ra trong quá trình huấn luyện lực lượng răn đe chiến lược đã được hoàn thành đầy đủ. Tất cả các tên lửa đều bắn trúng mục tiêu, xác nhận các đặc điểm đã nêu, Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố. Thuật ngữ bộ ba hạt nhân dùng để chỉ ba thành phần của lực lượng vũ trang chiến lược được trang bị vũ khí hạt nhân. Trong số tất cả các quốc gia trên thế giới, chỉ có Nga, Mỹ và Trung Quốc có đầy đủ các thành phần của bộ ba hạt nhân. Lực lượng răn đe chiến lược bao gồm lực lượng tấn công chiến lược và lực lượng phòng thủ chiến lược. Chúng được thiết kế để ngăn chặn sự xâm lược hoặc đánh bại kẻ xâm lược, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Vào chiều ngày 29 tháng 10, Tổng thống Putin, với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao, đã tiến hành một buổi huấn luyện lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược qua liên kết video. Các buổi huấn luyện như vậy được tổ chức hàng năm. Lực lượng răn đe của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu đặc biệt kể từ tháng 2 năm 2022. Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng quân đội nước này tiến hành cuộc diễn tập lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược. Trong đó, ông Putin nêu rõ, chúng tôi sẽ yêu cầu các quan chức giám sát việc sử dụng vũ khí hạt nhân bằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thực tế. Theo nhà lãnh đạo, lực lượng hạt nhân là sự đảm bảo đáng tin cậy cho chủ quyền và an ninh của Nga. Vì vậy, nước này sẽ tiếp tục hoàn thiện lực lượng răn đe hạt nhân, thực hiện nhiệm vụ kiềm chế chiến lược, duy trì sự cân bằng sức mạnh hạt nhân trên thế giới. Nhà lãnh đạo Putin khẳng định Moscow không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang, không lao vào cuộc chạy đua vũ khí mới, song vẫn cần duy trì sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân ở mức đủ. Ông chủ điện Kremlin lưu ý lực lượng tên lửa chiến lược sẽ được hiện đại hóa với độ chính xác cao hơn, thời gian phóng ngắn hơn và khả năng phòng thủ tên lửa tốt hơn. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng cảnh báo các nước phương Tây về hậu quả nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ quốc gia của ông. Trước đó, một cơ sở đặc nhiệm ở Chechnya cách Ukraine 850 km đã bị tấn công bằng UAV. Câu chuyện ông Donald Trump nhiều khả năng từ chối thừa nhận kết quả bầu cử nếu thất bại vào ngày 5 tháng 11 dường như không phải là tin mới, ít nhất là đối với giới chính trị Mỹ. Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy cuộc cạnh tranh giữa ông Trump và bà Harris vẫn ở thế sít sao trong nhiều tháng liền. Trong khoảng thời gian đó, cựu Tổng thống đã cố gieo vào đầu các cử tri rằng trường hợp duy nhất ông có thể thất bại là khi đối thủ gian lận trong cuộc bầu cử. Tôi có thể thua, nhưng chỉ khi họ gian lận, đó là trường hợp duy nhất có thể xảy ra, ông Trump nói tại buổi meeting vào hồi tháng 9. Ông Trump cũng đã nhiều lần từ chối trả lời thẳng rằng liệu ông có chấp nhận kết quả cuộc bầu cử năm nay hay không, chỉ nói rằng ông sẽ đồng thuận nếu kết quả được đảm bảo là công bằng, hợp pháp và ổn. Thượng nghị sĩ J.D. Vance, ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa, thậm chí còn thẳng thừng hơn khi tuyên bố ông không thừa nhận kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, những nỗ lực được chuẩn bị sẵn để khước từ kết quả bầu cử trong trường hợp ông Trump bại trận thậm chí còn kỹ lưỡng hơn, được hỗ trợ bởi bộ phận đảng cánh hữu cùng một bộ máy pháp lý lớn và có tính tổ chức cao. Nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử lần này của họ được tính toán kỹ càng hơn, chiến lược hơn và có tính tổ chức cao hơn. Sian Dolly, giám đốc chương trình quyền bầu cử tại Trung tâm Tư pháp Brennan nhận xét. Một cuộc khảo sát được công bố gần đây bởi Viện Nghiên cứu Tôn giáo Cộng đồng cho biết 20% đảng viên Cộng hòa cho rằng ông Trump nên từ chối thừa nhận kết quả bỏ phiếu nếu thất cử. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân từng tham gia vào nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 hiện vẫn đang giữ các chức vụ trong bộ máy chính quyền nhiều địa phương. Do đó, những người này nắm trong tay quyền chứng nhận kết quả kiểm phiếu. Được dẫn dắt bởi Clayton Mitchell, một đồng minh của ông Trump, Đảng Cộng Hòa đã tổ chức một đợt giám sát quy mô lớn đối với các văn phòng kiểm phiếu và cả cử tri thuộc nhiều khu vực bầu cử. Một báo cáo của Tổ chức Giám sát Trách nhiệm và Đạo đức Công dân ở Washington cho biết ít nhất 35 quan chức từng từ chối thừa nhận kết quả bầu cử năm 2020 hiện vẫn đang tại chức.
Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa GOP đã nhiều lần kiện tụng liên quan đến các cáo buộc gian lận bầu cử. Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng GOP không có cơ hội chiến thắng những vụ kiện này trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Tuy nhiên, những lùm xùm pháp lý này gián tiếp tạo ra hình ảnh hỗn loạn và tạo ra cảm giác bất ổn cho các cử tri. Giới chuyên gia nhận định rằng, trong trường hợp ông Trump cố gắng đảo ngược kết quả bầu cử năm nay, khả năng thành công của cựu Tổng thống là rất thấp. Tính đến cuối tháng 10, các thẩm phán đã bác 61 đơn khiếu nại liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử, và giới chuyên gia đoán rằng điều tương tự sẽ xảy ra trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Nỗ lực từ chối kết quả bầu cử của ông Trump được dự đoán sẽ bắt đầu vào đêm ngày 5 tháng 11 theo giờ Mỹ, thời điểm phiếu phổ thông bắt đầu được tổng kiểm. Tương tự năm 2020, kết quả bầu cử nhiều khả năng sẽ không được công bố ngay trong đêm bầu cử vì việc kiểm phiếu tại các bang chiến trường có thể mất nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày để hoàn tất. Biên độ giữa hai ứng viên tổng thống càng xích sao, các đơn vị truyền thông càng cần nhiều thời gian để tuyên bố kết quả sau cùng. Năm nay, dựa theo kết quả khảo sát cử tri, khoảng cách trong cuộc đua giữa ông Trump và bà Harris được dự đoán là sẽ rất sát. Trên thực tế, độ trễ này là tình trạng thường gặp trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ông Trump được cho là đang lên kế hoạch tuyên bố quá trình kiểm phiếu chậm trễ xuất phát từ những nỗ lực gian lận chống lại ông. Tuyên bố gian lận này nhiều khả năng được hậu thuẫn bởi một loạt các vụ kiện chóng vánh và những lời khai về các điểm bất thường từ một số nhân chứng cho rằng đã nhìn thấy những tình huống khả nghi trong quá trình kiểm phiếu. Sau khi nộp các đơn khiếu nại, đội ngũ của ông Trump có thể chuyển sang phủ nhận kết quả kiểm phiếu ở cấp địa phương. Trong quá khứ, quá trình tổng hợp số phiếu bầu ở các cấp địa phương thường được đảm nhận bởi những quan chức chính phủ và họ thường không có quyền phủ quyết kết quả bỏ phiếu. Tuy nhiên, kể từ năm 2020, một số đảng viên Cộng hòa thân cận với ông Trump đã chấp nhận ý tưởng rằng các quan chức địa phương có quyền phủ nhận kết quả kiểm phiếu, hành động vốn bị các chuyên gia xem là bất hợp pháp. Trên khắp nước Mỹ, một số quan chức trong các hội đồng bầu cử địa phương đã từ chối chứng nhận kết quả kiểm phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ với những lý do mơ hồ về gian lận. Không có nỗ lực nào trong số này thành công. Tại bang chiến trường Georgia, các ủy viên Đảng Cộng hòa ở hạt Fulton đã hai lần từ chối kết quả kiểm phiếu trong năm nay. Một thẩm phán địa phương đã phải can thiệp để chính thức hóa kết quả bầu cử tại hạt này. Cuối cùng, ông Trump và Đảng Cộng hòa có thể nỗ lực can thiệp vào kết quả cuộc bầu cử bằng cách thách thức Quốc hội thông qua kết quả kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một rào cản khó nhằn đối với cựu Tổng thống. Vào tháng 12 năm 2022, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cải cách bầu cử, một dự luật lưỡng đảng khiến cho quá trình can thiệp vào kết quả kiểm phiếu trở nên khó khăn hơn. Trong khi các nhà sử học từng dự đoán đúng hầu hết các cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ tin rằng bà Harris sẽ thắng cử, các chuyên gia kinh tế nổi tiếng nhận định ông Donald Trump sẽ thắng cử. Nhà phân tích chứng khoán người Pháp Christophe Barrow, người được mệnh danh là nhà kinh tế chính xác nhất thế giới, vào hôm 28 tháng 10 đã viết trên tài khoản X rằng ông dự đoán cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng sau. Ông cũng cho rằng Đảng Cộng hòa sẽ chiếm thế đa số ở cả Hạ viện và Thượng viện. Nhìn vào các số liệu khác nhau như thị trường cá cược, các cuộc thăm dò, dự báo của các nhà lập mô hình bầu cử, thị trường tài chính, tính đến thời điểm hiện tại, các kết quả có thể xảy ra nhất đó là chiến thắng của ông Trump và chiến thắng của Đảng Cộng hòa. Ông Christophe bình luận. Theo ông, việc Đảng Cộng hòa nhiều khả năng giành thế đa số ở Thượng viện sẽ cho phép ông Trump thực hiện cắt giảm thuế cho các tập đoàn và hộ gia đình, cũng như tập trung nhiều hơn vào chính sách đối nội hơn là đối ngoại. Điều này cũng sẽ có tác động tích cực trong ngắn hạn đến khả năng tăng trưởng kinh tế Mỹ, tạo ra mức tăng GDP từ 2,1% đến 2,3% vào năm 2025. Chuyên gia Barrow cũng không loại trừ kịch bản ông Trump giành chiến thắng, nhưng Đảng Cộng hòa chỉ kiểm soát Thượng viện hoặc Hạ viện. Kịch bản đó sẽ hạn chế khả năng cắt giảm thuế, buộc ông Trump phải tập trung vào chính sách đối ngoại, có thể bằng cách thực hiện các hạn chế thương mại và thuế quan. Theo nhà kinh tế Barrow, kịch bản trên cũng sẽ gây tổn hại cho tăng trưởng toàn cầu và làm chậm nền kinh tế Mỹ trong dài hạn. Trong trường hợp bà Harris chiến thắng với một quốc hội phân chia quyền lực, chính sách kinh tế của chính quyền mới sẽ không có nhiều thay đổi so với chính quyền tiền nhiệm. Ông Barrow là nhà kinh tế trưởng và chiến lược gia tại Market Securities và được Bloomberg trao tặng danh hiệu nhà dự đoán hàng đầu về kinh tế Mỹ mỗi năm một lần kể từ năm 2012. Trái với chuyên gia Barrow, ông Alan Lichtman, nhà sử học và giáo sư tại Đại học Mỹ nổi tiếng với việc dự đoán chính xác các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tin vào khả năng đắc cử của ứng viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông đưa ra dự báo này hồi tháng 9 và đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, song ông vẫn giữ vững quan điểm.
Ông thậm chí còn bị phản đối nhiều hơn vì dự đoán năm 2016 rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng. Tôi không có thay đổi dự đoán của mình một cách nhanh chóng theo các cuộc thăm dò hoặc quan niệm thông thường. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ trở thành một nhà dự báo vô dụng. Ông nói và chia sẻ về việc gia đình mình đang phải nhận những lời đe dọa. Năm 1981, ông Lichtman và nhà toán học Vladimir Kalishborok đã phát triển một công thức để dự đoán kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Đến nay, ông dự đoán đúng kết quả của 9 trên 10 cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ông Lichtman sử dụng 13 chìa khóa hay 13 tiêu chí để đánh giá khả năng duy trì kiểm soát Nhà Trắng của đảng nào đó trong một cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Nếu đảng kiểm soát Nhà Trắng được coi là thành công ở 8 chìa khóa trở lên, đảng đó được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng và duy trì quyền kiểm soát. Ngược lại, nếu đảng đương nhiệm bị coi là thất bại ở 6 tiêu chí trở lên, đảng đối phương sẽ giành chiến thắng. Theo đánh giá của ông Lichtman, bà Harris đang chiến thắng ở 8 trên 13 tiêu chí. Trong bối cảnh chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 5 tháng 11, hai ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đang chạy đua với thời gian nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy rằng tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris và ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump không có sự chênh lệch lớn. Không chỉ chạy đua nước rút trên thực địa, Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Donald Trump còn so kè quyết liệt ngay cả trong các cuộc thăm dò dư luận. Điển hình là theo kết quả khảo sát mới nhất do hãng CNN công bố, bà Harris đang tạm dẫn trước ông Trump về tỷ lệ cử tri ủng hộ, nhưng khoảng cách chỉ là 48,6% so với 47,9%. Đáng chú ý, thăm dò dư luận cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho hai ứng viên tại 7 bang dao động khá cân bằng. Điều đó khiến dư luận dự báo rằng dù ứng cử viên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay thì kết quả phiếu bầu cũng sẽ rất xít sao. Bạn dự đoán ai sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2024? Bà Kamala Harris hay ông Donald Trump? Hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình ở phần bình luận cùng với kênh Tin Tức Việt.